chỉ cần có tiền mua được thì đó là một điều bình thường. Hiện tại chiếc đồng hồ này khách hàng đã mua là trên 1 tỷ và yêu cầu Kỳ Lân là đính full kim cương hột xoàn lên trên này. Kỳ Lân trân trọng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lân Luxury. Hôm nay Kỳ Lân sẽ giới thiệu đến tất cả quý khách một chiếc đồng hồ dành cho nữ mang thương hiệu, một trong những thương hiệu nổi tiếng bậc nhất hiện nay trên thế giới từ đất nước Thụy Sĩ, đó chính là Rolex. Chiếc Rolex này được một vị khách hàng mua tại Kỳ Lân và đặt một cái rồi, full vàng, vành bezel kim cương và đính full kim cương, đính full trong mặt và cọc số giờ là cọc số La Mã đính kim cương và đặt thêm một cái nữa. Đây là cái thứ hai, từ bên ngoài dây cũng đính full kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn. Từ bên trong mặt dial cũng đến full kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn và vành bezel là kim cương, này là kim cương của hãng. Điểm khác biệt, xin mời camera đi chi tiết vào, đó chính là những cọc số giờ. Trừ vị trí góc 12 giờ là logo Rolex, biểu trưng biểu tượng của thương hiệu Rolex, và góc 3 giờ là ô lịch ngày, chỉ khác điều đó thôi. Từ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 là tổng cộng 10 cọc số giờ, này là những viên đá màu. Chiếc đồng hồ này hiện tại là size 31, mà hiện tại là xu hướng bây giờ người ta đeo thường là phải vừa và to. Và nếu như những cô tay mà những chị em mà búp búp xinh xinh bự bự thì bắt buộc nên đeo 36 sẽ đẹp hơn. Còn mà tay cân đối vừa thì mình sẽ đeo tầm 31 là hợp lý. Từ phần thân vỏ, tất cả những chi tiết được đính hết. Và những viên kim cương hột xoàn này, Kỳ Lân nhấn mạnh lại là tất cả những viên này là những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên mà đích thân Kỳ Lân tuyển chọn từng viên một để cho đồng nhất về kích thước, đồng nhất về độ sạch, và đặc biệt là huỳnh quang phải chuẩn nhất để cho những viên kim cương này bắt sáng một cách tốt nhất. Trong điều kiện ánh sáng khác nhau thì chiếc đồng hồ này sẽ tỏa sáng rực rỡ. Hiện tại chiếc đồng hồ này khách hàng đã mua là trên 1 tỷ và yêu cầu Kỳ Lân là đính full kim cương hột xoàn lên trên này. Và nếu như quý khách đang sở hữu những chiếc đồng hồ, kể cả những chiếc đồng hồ bằng thép, hoặc là những chiếc đồng hồ vàng full, hoặc là vàng hồng full, hoặc là những chiếc demi giữa thép và vàng muốn đính full kim cương, thì hãy liên hệ với Kỳ Lân để Kỳ Lân thực hiện custom những viên kim cương theo ý. Mình có một chiếc đồng hồ, nhưng mà một chiếc đồng hồ nó thông dụng, ai cũng đeo được, chỉ cần có tiền mua được thì đó là một điều bình thường. Nhưng nếu như một chiếc đồng hồ mà mình dành cả tâm huyết, không những tiền bạc và thời gian tâm huyết vào chiếc đồng hồ để cho đúng ý mình nhất. Bởi vì những chiếc đồng hồ cao cấp, những sản phẩm cao cấp luxury là phục vụ cho sở thích và cảm xúc của bản thân mình. Vì vậy khi mình đầu tư tiền và thời gian tâm huyết của mình để vào một sản phẩm mình ưng ý nhất, thì phục vụ cho mình cảm giác thăng hoa nhất khi mình đeo sản phẩm lên trên tay. Cả nam cũng vậy, Kỳ Lân cũng đã từng review rất nhiều những sản phẩm, như là những chiếc Dayless 228-235 khách hàng mua full vàng không có kim, kể cả vành bezel cũng không có kim luôn, và sau đó yêu cầu Kỳ Lân là custom lên. Nếu như quý khách mà đang có những chiếc đồng hồ như vậy, cần muốn đẹp hơn, muốn theo ý mình hơn, hoặc là muốn theo phong cách riêng gì của mình nữa, tất cả những ý tưởng, những yêu cầu đó hãy liên hệ với Kỳ Lân để phục vụ tất cả quý khách những gì sở thích, cảm xúc tuyệt vời nhất, thăng hoa nhất đến với tất cả quý khách hàng. Vâng, và như vậy là video clip Kỳ Lân giới thiệu chi tiết về chiếc đồng hồ Rolex chính hãng trên 1 tỷ đồng đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân trân trọng kính mời tất cả quý khách truy cập trực tiếp vào website kỳlanluxury.com để xem những danh mục những sản phẩm mới nhất mà Kỳ Lân luôn update cập nhật thường xuyên trên website. Hoặc trân trọng kính mời tất cả quý khách gọi vào hotline cũng như kết nối qua Zalo số 0901 247 247. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả quý khách bất kỳ những dòng sản phẩm sang trọng đẳng cấp thượng lưu nào mà đúng sở thích, đúng cảm xúc của quý khách nhất, để cho quý khách hài lòng nhất, tuyệt vời nhất và xứng tầm phong cách đẳng cấp sang trọng thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.